Theo Bộ Công Thương, dán nhãn năng lượng là giải pháp hiệu quả giúp định hướng việc sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao, loại dần các sản phẩm công nghệ lạc hậu, trực tiếp làm giảm thải các chất khí gây tác động tới tầng ozone và làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Việc triển khai chương trình dán nhãn năng lượng theo hình thức tự nguyện từ năm 2008 và bắt đầu thực hiện theo hình thức bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Sau hơn 5 năm triển khai chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc, đã có khoảng 15.000 mã sản phẩm thuộc 19 chủng loại thiết bị được dán nhãn năng lượng, gồm quạt điện, máy thu hình, điều hòa, v.v. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm Tiết kiệm năng lượng bảo vệ tầng ozone, một hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch giờ trái đất 2019 do Bộ Công Thương, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên Môi trường, Daikin Việt Nam tổ chức. Theo đại diện Bộ Công Thương, đây là năm thứ 11 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với khẩu hiệu Tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất. Chương trình kêu gọi cộng đồng cùng tích cực hành động bảo vệ mái nhà chung là hành tinh sống của con người. Trong đó, một trong những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu hiện nay là tầng ozone, lớp khí quyển bảo vệ trái đất bị bức xạ tia cực tím gây hại, bị tàn phá do ô nhiễm. Việc dán nhãn năng lượng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường xanh mà còn giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.